xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì như các bạn có thể thấy thì hiện tại đang là tầm giữa tháng 11, chúng ta đang trong thời điểm giao mùa đúng không? Thời điểm giao mùa thì thời tiết nó rất là ok nè, nó lạnh lạnh, nó se se, nó lâu lâu có một vài cơn mưa phùn bla bla bla. Tuy nhiên kéo theo một đống thứ thay đổi thời tiết sẽ là thay đổi về da dẻ. Và mình cảm thấy đây là một thời điểm rất là thích hợp để làm một video riêng về cách chăm sóc da của gà trong thời điểm giao mùa. Như các bạn có thể nhìn thấy dưới tiêu đề thì trong video ngày hôm nay gà sẽ chỉ tập trung vào một brand thôi, đó chính là brand Curel. Thì Curel có thể cho là một trong những cái brand nội địa Nhật mà gà cảm thấy là hot nhất trong cái khoảng thời gian cuối 2018 rồi kéo dài đến tận 2019, tức là bây giờ đó. Thì đây là một line mỹ phẩm của tập đoàn cao của Nhật Bản. Thì sản phẩm Curel này thì gà thấy là hiện tại thì nó cũng khá là phổ biến trên thị trường rồi, là nó đã có nhập khẩu chính hãng ở Việt Nam rồi. Các bạn có thể tìm mua sản phẩm này ở những cái hệ thống ví dụ như là Guardian nè, rồi đó những hệ thống như vậy. Còn online thì gà đã đặt bộ sản phẩm này trên hệ thống online của Lazada. Mỹ phẩm của hãng Curel này thì như bao nhiêu dòng mỹ phẩm Nhật khác thì nó cũng rất là lành tính và nó dành riêng cho da nhạy cảm. Và thật sự là sau một cái khoảng thời gian trải nghiệm với sản phẩm Curel này nè, thì gà cảm thấy là nó rất là thích hợp cho da của gà. Có nghĩa là khoảng thời gian vừa rồi gà stress kinh khủng luôn. Gà đọc sản phẩm nào lên mặt thì nó cũng có dấu hiệu bị mẫn cảm với lại bị dị ứng á. Tại vì vừa stress về thời tiết nè, vừa stress về công việc, vừa stress về nói chung là rất là nhiều thứ. Thì các bạn có thể thấy là hai cái hộp này nè, các bạn nhìn thấy nó có hơi móc méo rồi đúng không? Có nghĩa là trong khoảng thời gian vừa rồi gà đã sử dụng nó rất là nhiều. Nên trong video ngày hôm nay gà quyết định sẽ ngồi xuống chia sẻ với các bạn những sản phẩm mà gà đã sử dụng của hãng Curel này. Gà cảm thấy đây sẽ là video chất chứa rất là nhiều thông tin để các bạn có thể tham khảo cách chăm sóc skincare da trong những cái thời điểm nhạy cảm giao mùa, nửa nóng nửa lạnh, mưa phùn phùn khó chịu này. Ok, thì cái hộp sản phẩm đầu tiên mà gà có trên tay ở đây thì đây là hộp Intensive Moisture Care. Thì đây là dòng sản phẩm chuyên dành cho da khô và da nhạy cảm. Tại sao gà lại dơ cái hộp sản phẩm này ra đầu tiên mà không phải là cái hộp màu xanh lá cây kia? Cái hộp màu xanh lá cây là dòng dành cho da dầu. Bởi vì trong này có một sản phẩm mà gà mà trong cái hộp màu xanh lá cây kia không có, gà không hiểu tại sao. Thì trong này có một cái sản phẩm mà gà sẽ áp dụng ở bước đầu tiên của tất cả các chương trình skincare của gà, đó chính là chai gel tẩy trang này. Thì nghe cái tên mà gel tẩy trang á, các bạn có thấy là nó hơi lạ không? Tuy nhiên là cái kết cấu của cái gel này thì nó rất là giống sữa rửa mặt luôn. Tuy nhiên là lúc mà khi mà mình apply lên da thì nó không có bị khô quá là nhanh những cái loại gel rửa mặt khác á. Mình có thể từ từ massage. Thì như các bạn có thể thấy là nó sẽ melt hoàn toàn tất cả các cái lớp trang điểm rồi cặn bẩn rất là nhanh và rất là dịu nhẹ. Và sau đó thì mình chỉ cần apply nước lên, nhuộm hóa bình thường rồi rửa đi là xong. Sau khi mà mình tẩy trang xong thì mình không có cảm giác mình khô da, không có bị kinh kíp, không có bị cảm giác kích ứng gì hết. Nên nói chung là gà cảm thấy đây là một sản phẩm rất là lành tính và cực kỳ thích hợp cho những bạn có làn da nhạy cảm. Tiếp đến là bước sữa rửa mặt. Thì sữa rửa mặt á, thì ở cả hai bộ đều họ đều có trang bị cho mình hai chai sữa rửa mặt khác nhau. Thì một chai là Sebum Trouble Care của bên dòng da dầu, còn một cái là Intensive Moisture Care của bên dòng da khô. Thì tại vì da của gà nó vẫn là thuộc dạng da hỗn hợp thiên dầu á, nên gà sẽ sử dụng cái chai Sebum Care Foaming Wash này. Như các bạn có thể thấy là khi mà mình nặng cái bọt ra, khi mà mình bấm vô cái vòi á, thì cái sản phẩm ra là sản phẩm dạng bọt luôn. Và mình không cần phải đánh bọt gì cả, mình chỉ cần đưa cái bọt này lên mặt, rồi mình sẽ dùng chính cái bọt này để làm sạch cặn bẩn, chất bã nhờn ở trên da. Và ngoài ra là sau một khoảng thời gian mà gà sử dụng cái sản phẩm này á, thì gà cảm thấy là cái tình trạng mà sợi bã nhờn ở trên mũi của gà á, đã được giảm thiểu đi rất là nhiều. Mặc dù là dạo này thì gà đã hạn chế việc sử dụng máy rửa mặt rồi á, tại vì gà bắt đầu cảm thấy là da mặt mình có dấu hiệu lão hóa rồi, nên gà hầu như là không sử dụng máy rửa mặt nhiều nữa, mà gà chuyển sang sử dụng các loại sữa rửa mặt mà nó có tạo bọt như thế này hơn. Tại vì cái bọt này khi mà mình đưa lên da thì như gà đã nói lúc nãy là mình sẽ sử dụng trực tiếp cái bọt này để làm tan chất bã nhờn rồi chất bẩn ở trên da, thay vì là mình phải dùng tay mình chà trực tiếp lên da. Còn cái em foaming wash này của dòng dành cho da khô thì gà thường là sử dụng ban ngày hơn, tại vì ban ngày sau khi mà mình thức dậy á, cảm giác là cũng không có quá bẩn á, mình chỉ cần dùng một cái gì đó rửa nhẹ nhàng thôi thì cái dòng dành cho da khô nhạy cảm rất là thích hợp. Nói chung là cả hai em này á, sau khi mà mình rửa xong á, thì đều cảm giác là da không có bị khô, không có bị căng á, không có bị cảm giác căng
kinh chích đó. Rồi mình có thể để từ 3 đến 4 phút sau mà mình vẫn không có cảm thấy da mình bị đổ dầu ra. Thì nói chung là cảm thấy đây là hai loại sữa rửa mặt mà có khả năng giữ ẩm cho da rất là tốt. Sau bước rửa mặt thì sẽ đến bước lotion đúng không? Thì ở đây là có hai chai lotion, một cái là Moisture Lotion 3 in Rich, còn một cái là Sebum Care Lotion. Thì nói chung là đọc tên thì các bạn cũng có thể phân biệt được hai loại lotion này rồi. Đây là loại lotion có chức năng là cung cấp ẩm nhiều hơn, còn đây thì là loại lotion mà nó có chức năng là Sebum Care. Thì có nghĩa là ngoài cái khả năng mà dưỡng ẩm ra thì nó còn có khả năng kiểm soát dầu nữa. Thì rõ ràng là cái dòng lotion này thì nó sẽ ẩm hơn, thì sẽ để dành để sử dụng trong những tháng mà Đà Lạt còn lạnh hơn nữa. Tuy nhiên là bây giờ Đà Lạt mới lạnh vừa thôi thì Gà vẫn sẽ sử dụng cái em Sebum Care Lotion này. Thì cả hai em này căn bản là Gà cảm thấy là cái khả năng dưỡng ẩm với lại là làm dịu da cũng rất là tốt. Có nghĩa là sau khi mà mình rửa mặt xong á thì mình chỉ cần đổ một ít ra tay xong mình vỗ lên thôi thì da của mình đã cảm giác là nó mềm hơn và nó đã được cung cấp một lượng ẩm nhất định rồi. Trong cái khoảng thời gian này mình có thể đứng nghỉ ngơi một xíu, quay một xíu để cho cái lotion này nó thấm hoàn toàn vào da. Và thật sự thì là cả hai cái em lotion này đều thấm rất là nhanh á. Các bạn sẽ không tưởng tượng được cái độ thấm nhanh của nó đâu. Và cái em dành cho da dầu sẽ thấm nhanh hơn một chút xíu. Sau khi mà thấm xong thì nó sẽ để lại một cái bề mặt da mềm, mịn, mướt, không có cảm giác kiểu dính dính dầu dầu á. Rồi sau khi bước lotion á, thì đối với dòng da dầu thì nó sẽ có sản phẩm Sebum Care Moisture Gel. Còn đối với dòng mà da khô thì đương nhiên là nó sẽ là Intensive Moisture Cream. Thì hai cái này, một cái là cream, một cái là gel. Thì đương nhiên là cái dòng gel thì nó sẽ thấm nhanh hơn. Tuy nhiên là ban đêm á, thì Gà thích sử dụng cái dòng cream này hơn. Tại vì Gà cảm thấy là khi mà bôi cream lên mặt á thì cái độ dưỡng ẩm của nó nhiều hơn á, nên sáng ra sau khi mà Gà ngủ dậy thì Gà cảm thấy là da Gà rất là mềm và rất là căng. Mặc dù trời thời tiết Đà Lạt thì rất là khô, tuy nhiên là nó hoàn toàn không có bị, da Gà không có cảm giác nứt nẻ hay là gì hết, nên nói chung là Gà cảm thấy cái em Intensive Moisture Cream này nó có khả năng cung cấp ẩm rất là tốt. Còn cái mà Sebum Care Moisture Gel này dành cho da dầu á thì Gà thường hay sử dụng buổi sáng hơn. Và đặc biệt thì Gà nghĩ là các bạn mở vùng nóng á thì sẽ thích hợp với cái em này nè. Tại vì khi mà mình bôi xong á thì cái cảm giác là giống cái gel của Clinic hồi xưa á, là nó thấm hoàn toàn vào da mình luôn. Tuy nhiên là ở trong này lại không có cảm giác kiểu silicone đó, các bạn biết không? Cái gel của Clinic á có một điểm mà Gà rất là không thích, tại vì trong nó lúc mà bôi lên cảm giác rất là silicone. Tuy nhiên là cái em gel này lúc mà bôi lên thì da vẫn rất là mềm và nó có thể dưỡng ẩm cho Gà cả ngày trong thời tiết nóng luôn mà Gà không cảm giác bị khô hay là bị khó chịu gì hết. Nói chung là đây là một couple mà Gà rất là thích. Để chứng minh độ thích của Gà với hai em sản phẩm này thì Gà đã mua hẳn hai sản phẩm full size. Thì như các bạn có thể nhìn thấy là hai cái bộ vừa rồi là hai cái bộ kit hết. Thì Gà muốn mua để trải nghiệm dùng thử trước. Thì có thể là mình để dành dùng cho những cái dịp mà mình đi du lịch cũng được. Còn tin ở đây Gà đã có hai em full size của Intensive Moisture Cream và cả cái Sebum Care Moisture Gel. Thì Gà cảm thấy hai em này khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời. Và bởi vì nó chỉ có cái khả năng làm dưỡng ẩm và làm mướt da thôi á, nên các bạn mà da nhạy cảm thì có hoàn toàn có thể sử dụng được, không lo là nó có thành phần làm trắng vào da hay là sao hết. Hai em này chỉ thuần dưỡng ẩm thôi và dưỡng ẩm rất tốt. Rồi sản phẩm cuối cùng mà Gà muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay, đây là em UV Protection Essence của Curel. Thì cái em kem chống nắng này có SPF là 30, PA là 3+. Thì cái độ kem chống nắng như này các bạn có thể thấy là nó không cao quá đúng không? Tuy nhiên là ở một cái dạng tinh chất mà nó thấm nhanh như vậy thì Gà cảm thấy là ok, cũng chấp nhận được đó. Với là dạo này đang là mùa đông á, nên Gà cảm thấy là nên sử dụng các loại SPF mà nó thấp hơn một chút xíu cũng được. Thì đây, như các bạn có thể thấy là Gà đang đưa cái tinh chất này ra tay. Và các bạn có thể thấy không, mình chỉ cần xoa một tí là nó đã thấm hết hoàn toàn vào da rồi, và nó có khả năng nâng tông nhẹ nhàng nè. Thì cái loại kem chống nắng mà dạng tinh chất như này á thì được một cái là nó thấm rất là nhanh luôn. Chỉ cần vừa mới bôi vỗ một chút xíu là cảm giác là thấm rồi. Và đặc biệt là ở trong này có thành phần ceramide, thì nó vừa có khả năng chống nắng và nó còn có vừa có khả năng dưỡng ẩm nữa. Nên khi mà bôi lên da thì cảm giác nó rất là mướt, các bạn có hiểu không? Đôi khi á, ban ngày á thì Gà chỉ cần sử dụng cái gel dưỡng ẩm lúc nãy xong rồi Gà bôi trực tiếp kem này lên luôn thì da của Gà vẫn căng mướt nguyên ngày. Và đặc biệt là bởi vì nó có khả năng nâng tông nhẹ một chút xíu á, nên mà khi mà đi lên da thì nhìn cái lớp finish của nó rất là đẹp luôn. Nó có thể làm như một lớp lót trang điểm cũng được. Và đặc biệt là cái sản phẩm kem chống nắng này thì nó cực kỳ lành tính luôn, nên những bạn mà da nhạy cảm á, đặc biệt là da của Gà trong khoảng thời gian này á cực kỳ nhạy cảm luôn, nhưng mà khi dùng thì Gà không thấy có vấn đề gì hết. Thì đó, thì Gà đã review hết tất cả các sản phẩm mà có trong video ngày hôm nay rồi. Thì đầu tiên thì Gà phải nói là Gà là một đứa rất là hợp với mỹ phẩm Nhật, nên khi mà Gà apply mỹ phẩm Nhật lên mặt á
thì thường thường là gạch sẽ cảm thấy rất là hợp. Tuy nhiên là những review của gạch có thể đúng, có thể sai. Trong một số trường hợp thì có những bạn không phù hợp với mỹ phẩm Nhật lắm thì cũng không biết được. Nếu các bạn chưa thử qua cái dòng sản phẩm của Kura thì các bạn thử xem sao nha. Tại vì gạch cảm thấy là đây là cái dòng sản phẩm mà gạch cảm thấy là vượt trội nhất trong tất cả các sản phẩm Nhật mà trước giờ gạch từng sử dụng. Và ngoài ra thì như gạch đã nói rồi thì Kura bây giờ đã có phân phối chính hãng tại Việt Nam rồi. Chúng ta không cần phải lăng tăng mà kiểu mua ở đâu, order ở đâu, sợ hàng giả hàng phát gì hết trơn á. Thì gạch cảm thấy như vậy nó cũng tiện đúng không? Gạch xin lỗi là có lẽ trong video ngày hôm nay gạch nói vẫn hơi nhanh đúng không? Nhưng mà gạch có khá là nhiều thông tin muốn chia sẻ với các bạn nên trong video tiếp theo gạch hứa với các bạn là gạch sẽ nói chậm lại. Ok, video của gạch hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng các bạn thích video. Nếu bạn thích thì nhớ like và subscribe cho First Day nha. Link để mua những sản phẩm thì gạch sẽ để ở dưới description box. Và đặc biệt thì trong ngày 11 tháng 11 thì Lazada sẽ có sale rất là nhiều sản phẩm á. Những cái sản phẩm của Kurel gạch nghĩ là cũng có sale á. Mặc dù là bình thường gạch mua sản phẩm của Kurel thì gạch đã cảm thấy khá là rẻ so với một dòng skincare mà nó lành tính, cảm giác high end khi mà apply lên mặt vậy rồi. Nói chung là về bao bì thì nó thuộc dạng minimalist, nhìn nó cũng không có luxury lắm. Tuy nhiên là về chất lượng thì có thể so sánh với hàng high end luôn. Thì có thể là trong cái đợt sale này của Lazada thì nó còn rẻ hơn nữa. Ok, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.